nơi xa xôi nào đó, tại biển khơi, các anh hùng liệt sĩ hải quân, các anh hùng liệt sĩ của đoàn tàu không số sẽ cảm nhận được những gì cho đi từ trái tim cũng sẽ nhận lại được từ trái tim. Tôi xin đọc báo cáo đồng chí là trong cái khung cảnh 27 tháng 7, lần nào đọc bài thơ này tôi cũng khóc. Hôm nay xin phép quý vị đại biểu các đồng chí cứ đọc lại bài thơ Vòng Hoa Ân Nghĩa Kết Làm Trái Tim. Hôm nay đứng giữa đất trời, nén hương xin gửi về nơi yên lặng. Đài sen cùng với hoa đăng vọng nghĩa kết bằng trái tim. Tàu không số, người không tên, con đường huyền thoại dệt nên sự vàng. Mênh mang trời nước mênh mang, linh hồn xa khuất giữa ngàn trùng xưa. Bềnh bồng trong cõi hư vô, đại dương sâu thẳm, ngàn thu vĩnh hằng. Xin trân trọng cảm ơn.